cho từng bó xuống một trước. Đúng rồi. Đấy, nước rất là khó khăn luôn. Cũng rất là mong cái bể nước này nó đầy để bà con có thể sử dụng nước sinh hoạt được. Lại không chảy nước này ra này. Không hiểu sao cái nguồn mạch nước này nó lại mất này. Bình thường là nước nó sẽ chảy từ cái khu vực trong cái vòm này ra này mọi người này. Mà mình có biết tại làm sao, anh hỏi tí, có biết tại sao cái nguồn nước này nó bị mất không? Đây mình đập đá ở đây đúng không? Cái nước kia vẫn còn. Nguồn này nguồn cái nguồn này nước, vẫn còn, cái nguồn trên này các bạn. Nước chảy hết, còn một cái ở trên kia, một cái ở này. Như cái kia mất rồi. Tại vì nguồn nước này nó sợ. Nó đầm, sợ đầm nó sợ nó mới chạy mà. Nó sợ máy xúc vậy. Nó sợ máy xúc đúng không? Vâng. Nước sợ máy xúc. Hiện tại thì làng Cao Nguyên vẫn đang là thu mua mật ong của bà con ở trong bản để gửi tới quý vị khán giả. Thì hôm nay thì làng Cao Nguyên cũng xin được gửi tới quý vị một cái chương trình là tri ân khách hàng. Thì làng Cao Nguyên đang có chương trình khuyến mãi, đó chính là quý vị khán giả mua 1 lít mật ong sẽ được miễn phí tiền cước vận chuyển. Quý vị khán giả mua 2 lít mật ong Bạc Hà thì sẽ được tặng là một lọ tinh bột nghệ rừng trị giá 200.000. Đây, mua 3 lít là sẽ được tặng một lọ tinh bột nghệ rừng này với lại là 1 kg miến rong của Cao Bằng mọi người ạ. Và quý vị khán giả là mua 4 lít là sẽ được tặng 1 lít mật ong hoa Bạc Hà rừng này. Và tiếp theo, Nắng Cao Nguyên cũng xin được giới thiệu với quý vị khán giả một cái sản phẩm mới của Nắng Cao Nguyên. Đây cũng vừa mới được làm xong. Đây là lọ mật ong hoa Bạc Hà ngâm nghệ. Đây là nghệ rừng mọi người ạ. Một cái lọ mật ong Bạc Hà ngâm nghệ rừng này là 750ml thì trị giá là 450.000. Đấy, rất mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cái sản phẩm của bà con vùng Cao Nguyên Đá. Nắng Cao Nguyên xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy năng lượng. Hiện tại Nắng Cao Nguyên đang có mặt ở trên tổ 1 mọi người ạ. Như một tuần vừa qua thì anh em trong team Nắng Cao Nguyên có về Nam Định là gia đình có một chút việc mọi người ạ. Nên hôm nay mới bắt đầu là tiếp tục là công việc được. Thế như mọi người cũng biết thì hiện tại thì cái bể thứ nhất thì đã làm xong rồi. Thì anh em mình hôm nay là đang chờ xi măng về, mình lấy xi măng với lại sắt thép đang chuẩn bị làm cái bể thứ hai luôn. Còn bên chỗ bạn Hậu ấy thì bạn ấy cũng về quê xin nghỉ vài ngày có chút việc nên là chắc khoảng 1-2 tuần nữa bạn mình mới lên được mọi người. Nhưng mà mình có nhờ một anh xây dựng ở ngoài huyện vào có tư vấn lại để làm cái bể thứ này. Trong vòng một tuần vừa rồi thì bà con thì cũng đã đục xong hết cái phần bể này rồi mọi người. Cái về cái diện tích bể này thì mình sẽ làm khoảng tầm 8 đến 90 khối thôi. Đấy, để phù hợp với cái kinh phí nữa. Đấy, quan trọng nhất là cái chỗ khu vực này là anh em mình cũng đã nói chung là xử lý hết mức rồi. Không đục nữa, nhưng mọi người quan sát thì cũng biết được nó là một cả một cái giải đá tảng. Đấy. Nên là đục ra xong là đá nó cứng lắm mọi người, đá nó không theo thớ ấy. Bình thường thì bà con sẽ khoan khoảng mấy lỗ rồi xong bắt đầu đập bằng cái nêm ấy thì nó sẽ bở ra, như cái này không thể bở ra được, nó chỉ ra được 1-2 cục bé bé thôi. Đấy. Còn chủ yếu là cái phần ở đây mình sẽ xây rộng ra chỗ khu xung quanh cái chỗ khu vực hòn đá này. Với lại mình cũng xin nói lại thì riêng cái chỗ phần này hôm trước thì bà con có họp, thì hôm đấy mình ăn ở dưới quê ấy, thì bà con thống nhất ý kiến là sẽ xây kè hết mọi người ạ. Kiểu là không sẽ không sử dụng bằng cốt pha. Cái thứ nhất là bà con ở khu vực ở đây là không biết đóng cốt pha, là thứ nhất này. Thứ hai nữa là bây giờ là nếu mà đóng cốt pha cái chiều này nó rất là rộng đấy, nó lại cao nữa, nên là cái phần về vấn đề kinh phí làm bể thì nó sẽ không thể đủ được đấy, nó chỉ đủ để cho làm khoảng 90 khối. Và bà con như mọi người cũng biết đây cái bể này khoảng 8-90 năm rồi đấy, mà xây kè đá nó rất là chắc. Đấy, hôm trước là cái bể cũ bên này cũng vậy, là bà con đập vào đập nó không ra ấy mọi người ạ. Đây, diện tích ở chỗ này hôm trước mình đo là sẽ làm từ phía bên này ra kia là 5 mét này, từ bên này sang bên này là khoảng 10 mét đấy. Sau chiều cao của cái thành bể là sẽ khoảng 2 mét để đủ diện tích là khoảng 8 đến 90 khối. Đấy, ở dưới là sẽ đan sắt này,
đan sắt đổ sắt đáy đàng hoàng, xong là ở bên này hai bên cái góc của bể là sẽ làm cái sắt để giằng vào. Đấy, nói chung là sẽ xây lên. Con bây giờ đang đi nhận nhiều trời mưa thì đang chỉ có cái nước là con lấy từng cái nước về chai nước về để sinh hoạt với mọi người. Cái ở chỗ cái khu vực này là nó có một cái mạch nước ngầm sẵn rồi. Đấy, không phải mạch nước ngầm mà từ mà cái mạch nước từ khe đá nó chảy ra ấy. Nên là sẽ tận dụng cái nguồn mạch này chảy thẳng vào cái bể luôn. Như mọi người xem này, đấy là con đi lấy từng cái chai nước này về để ăn đây. Đấy. Nè, cháu này tên là gì? Cháu tên là gì? Có biết tiếng phổ thông không? Tên là gì? À, không biết à. Này, cháu bé đấy mọi người. Cái nguồn nước ở chỗ cái khe nước chảy ra này nó rất là sạch mọi người nhé, cực sạch luôn. Như cái nguyên lý của hệ thống lọc nước ấy, thì nó cũng là lọc qua những cái lớp đất đá này, rồi là nó lọc qua những cái lớp cái đá nhỏ nhỏ ấy, mọi người ạ. Hoặc là cát chẳng hạn, thì lọc ra nó sẽ được nước sạch như ở vùng cao nguyên đá đây. Đấy, trời sương mù như thế này. Sau đó thì những cái sương mù nó sẽ đọng vào tán lá cây. Từ cái tán lá cây nước nó sẽ chảy thẩm thấu xuống dưới trong cái núi này. Đấy, thẩm thấu xuống dưới đất thì nó sẽ chảy ra những cái khe như thế này mọi người. Đấy, nước rất là sạch, uống trực tiếp được luôn. Thế bây giờ mình sẽ, hôm nay thì mình vào sớm một chút. Đấy, để đợi xi măng thì bà con hôm nay là chủ nhật, thế nên là một số là đi chợ, mình sẽ xuống dưới tổ 1 dưới này để gọi bà con lên chuẩn bị lấy bạt này để che chắn xi măng. Đấy, xem dự báo thời tiết thì nó cũng không mưa đâu, nhưng mà nó cứ mưa phùn kiểu này thì tí nữa xem xe xi măng đi xuống nó rất là khó luôn. Đấy, mình sẽ đi lên trên này để xem cái nguồn nước. Vâng ạ. Đây. Đây, bà con ở dưới này hôm trước là tích được một chút nước, còn đang múc nước ở dưới bể đây mọi người. Đấy. Đây, mình sẽ zoom cận cảnh cho mọi người xem nhé. Đấy, nước rất là khó khăn luôn. Đấy. Cũng rất là mong cái bể nước này nó đầy để bà con có thể sử dụng nước sinh hoạt được, đỡ phải đi xa xôi điệu từng can nước về như thế này. Đấy, mọi người thấy chưa? Từ hôm làm cái hoàn thiện cái bể này xong thì chưa có trận mưa nào, nó chỉ mưa phùn phùn như thế này thôi. Đây, mình sẽ đi lên trên này để xem cái khe nước. Đấy, cái đường ống nước đây mọi người. Ui, chỗ này thì dính mưa nó hơi trơn một chút. Đây, ở chỗ này còn không còn tí nước nào cơ. Đây, ôi, không biết nước đi đâu hết rồi. Đây. Đây mọi người. Trời mưa lại không chảy nước này ra này. Không hiểu sao cái nguồn mạch nước này nó lại mất này. Bình thường là nước nó sẽ chảy từ cái khu vực trong cái vòm này ra này mọi người này. Đấy. Nhưng mà đến bây giờ là không thấy nguồn nước đâu nữa rồi. Okay, bây giờ mình sẽ đi xuống dưới thôn để lấy bạc này. Xong lấy một số cái vật dụng lên để kê, để xi măng. Hôm nay cả sắt sẽ vào luôn. Đầy đủ vật liệu sáng ngày mai bà con đã tiến hành làm tiếp mọi người ạ. Về các cái căn nhà của bà con ấy thì bây giờ là đang không có người bán mái mọi người ạ, vì bạn Hậu ban xin nghỉ khoảng 2 tuần. Đấy, thì mình chắc là ngày mai xuống xem bà con làm xong thì mình sẽ đi tìm cho một đội thợ hàn cơ khí ấy, để tiếp tục làm cái mấy cái mái dưới cho bà con. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống dưới tổ 1 mọi người nhé. Đây, bà con là vừa mới lấy nước xong mọi người ạ, bây giờ sẽ đi về đây. Những cái cảnh này gặp ở vùng cao nguyên đá thì rất rất nhiều luôn. Bây giờ còn có nước ở trong cái bể này tích, chứ còn một số nơi là bà con là phải đi múc từ cái khe một, giống như kiểu cháu vừa nãy mọi người ạ. Mùa này thì còn có nước một chút,
chứ vào cái mùa đông không có nước tí nào là bà con phải đi xếp hàng lấy từng cái ca nước này về, rất là vất vả luôn. Không biết là bà con đã đi chợ về chưa, bây giờ là 8 giờ mọi người. Mọi người bây giờ sương mù là đang tràn về từ dưới bờ sông ngược lên, cái kiểu yêu quá kia sương nào đang xuất hiện. Bây giờ mình sẽ xuống dưới chỗ nhà em mình với lại nhà em Tính để gọi một số bà con lên để chờ sẵn để lấy bạc lên nữa. Ôi, bây giờ càng ngày nó mưa càng nặng hạt, mình chỉ sợ tí nữa xe lên ấy, xe chở xi xuống là không lên được, vì có những cái chỗ bây giờ là đường chưa làm xong, có những chỗ đá nó lên rất trơn luôn đấy mọi người. Gặp trời mưa thì lần trước trên xe vật liệu còn là hỏng mất một cái lốp. Ơ, đi đâu này em? Hả? Đi lên trên không ạ? Em gọi mọi người lên chuẩn bị bốc xi thôi. Em gọi mọi người đâu hết rồi? Ở nhà đây. Ở nhà? Vâng. Thế để anh xuống gọi bà con nhé. Cứ lên chờ anh tí nhé. Vâng. Ừ. Bà con bây giờ đang lên làm bể. Em bảo là một số bà con là đi chợ bây giờ mới về. Em đi xuống đường này. Vì cái đường ở bên chỗ nhà em Tính nó đổ bê tông nó trơn lắm rồi ạ. Nó mọc rêu. Lên là hôm qua mình vừa mới chở một sách dầu vào để cho con bà con bắt đầu nghiền bột đá, nhưng cái lượng là đá mà đập ra nó ít quá nên bây giờ là phải làm thêm mọi người. Ủa, càng ngày mưa càng dày. Vừa mới xem dự báo thời tiết thì thấy là bảo mưa, nói chung không mưa, nó chỉ như một cơn mù này. Như bà con một số ở chỗ nhà chú thể. Ôi, đây là chú nhá. Chú lên làm bể đây nhỉ. Bên kia bốc xi măng ấy. Ừ, lấy xi măng chuẩn bị về đây rồi. Thì mình lấy cái bạc nào của chú thể ơi. Cái bạc thôi, để mang lên kia xe xi măng. Ở nhà chú thể đấy, hôm trước lấy cái bạc của anh em mình mua ấy. Bây giờ vào. Lê của bà con là sắp được ăn rồi mọi người. Lê này khoảng tầm 2 tháng nữa rồi. 2-3 tháng nữa là sẽ được ăn lê ngon lắm. Nhưng mà gần như là con ở đây ấy, không có gì chơi. Cái quả nó vừa vừa to to một tí đã vặt ra để đi chơi rồi. Mình ơi Mình ơi, có ai nhà không? Có ai nhà không? Như là bà con đứng ngay chợ chủ nhật ở ngoài ấy. Và trời mưa này. Mình ơi, đâu có ai nhà không? Tính đâu rồi em? Đi chợ á? À, cổ vẫn chưa khỏi à? Đi chợ chưa về à? Mấy giờ mới về? 11 giờ. Ui, 11 giờ rồi à? Ừ, thôi em đang ốm thì vào trong nhà đi.
Em tính vợ em ấy ốm mà mấy hôm nay mẹ không chết xuống không nói được ấy. Bọn nó thanh niên đấy, nó đi chợ hết rồi. Vâng, ok ok anh. Vâng, ok anh ạ. Vâng, vâng. Xe bây giờ đang vào rồi. Đi, đâu hết rồi. Bà con ơi, đâu hết rồi. Đấy. Nếu mọi người lên trên kia làm bể đi. Đâu rồi, mở mở cửa anh nhờ tí. Mình đâu rồi em? Hả? Mình. Ừ. Đâu rồi? Nhà nào? Nhà bên này á? Ừ. Em đi đi gọi cho anh ấy, đi chỉ nhà cho anh ấy. Đi chỉ nhà. Đâu? Mình ở anh tưởng mình ở nhà bên này chứ nhà bên kia. Ai ra nhầm nhà mọi người. Đâu đi đường nào đây? Hôm nay gió đi làm về chưa? Gió nhà chú Thề này này. Nhưng mà đi làm công ty về rồi ấy gì? Ừ. Đấy. Là con là về hết rồi. Ờ, thế, được rồi, thế anh cảm ơn nhá. Anh biết rồi. Chú lên làm bể à chú Thề? Chú mang cái cuốc nhá, cuốc hoặc sẻng nhá. Để lên hỗ trợ anh Hợp là. Thì ở trên cái xe là nếu không có tải đi lên cái đường kia không lên được mọi người ạ. Ta phải bảo bà con là ớt thì cơ gì ạ? Lấy ít thuốc xẻ lên để xúc bột đá cho lên xe khoảng 1-2 khối để đi mới đi được. Đấy, hôm nay là sẽ chở hết 2 chuyến là mình lấy 12 tấn xi măng cộng với 70 cây sắt 10. Anh em làm bể đi. Hả? Không biết đi làm bể luôn. Sao không biết? Chỉ nhờ thầy đi dục bà con là cũng mệt hết rồi mọi người. Lên để xi em nhá. Xi. Đây em gọi bà con lên hộ anh với. Ừ. Bây giờ sẽ hôm nay thì mình sẽ xi trước. Bây giờ lấy 12 tấn đấy. Để em cứ gọi bà con đi, gọi hết lên để bốc xi xong là gọi bà con là mang 2 cái thuốc sẻng đến để tí nữa là xe của anh Hợp vào ấy. Là tí nữa trở lên là đi lên là sợ không đi được nên là mình phải xúc một ít cát lên xe ông ấy. Vâng. Để đi cho dễ. Dạ, sau em gọi cho bà con là bà lên thì mang thuốc sẻ lên nhé. Để xúc một ít cát rồi. Ừ, vừa nãy anh gọi có 1-2 người đang lên rồi. Cả bên chỗ chú Thề cũng lên rồi. À, anh bảo hôm qua xách dầu để đâu đấy em? Thế hôm nay là mình bốc xi trước, dầu để mai anh nghiền nhé. Ừ, thế em cứ gọi bà con lên giúp anh nhé. Okay, mọi người, chúng ta sẽ đi lên trên cái bể để đợi xi măng về nhé. Hiện tại thì là Cao Nguyên vẫn đang là thu mua mật ong của bà con ở trong bản để gửi tới quý vị khán giả. Thì hôm nay thì là Cao Nguyên cũng xin được gửi tới quý vị một cái chương trình là tri ân khách hàng. Thì là Cao Nguyên đang có chương trình khuyến mãi, đó chính là quý vị khán giả mua 1 lít mật ong sẽ được miễn phí tiền cước vận chuyển. Quý vị khán giả mua 2 lít mật ong Bạc Hà thì sẽ được tặng là một lọ tinh bột nghệ rừng trị giá 200.000. Đây, mua 3 lít là sẽ được tặng một lọ tinh bột nghệ rừng này với lại là 1 kg miến rong của Cao Bằng mọi người ạ. Quý vị khán giả là mua 4 lít là sẽ được tặng 1 lít mật ong hoa Bạc Hà rừng này. Bà con lại lên được mấy người? À, anh hỏi tí này,
Em biết tại sao cái nguồn nước trên này nó bị mất không? Dạ. Em biết tại sao cái nguồn nước trên này nó bị mất không? Dạ không ạ. Tại vì đổ cái máy kia nó chạy rồi. Không, đang bảo cái nước ở trên này này, cái khe này này sao nó bị mất đây? Cái nước chảy về đây này, ống này này. Cái ống này á? Ừ. Không biết đâu, chị bảo đây, chị biết đâu. Đấy, ở trên kia là bị mất rồi, mất nước. Thế à? Ừ. Đây chỉ còn mỗi cái mạch này thôi. Cái ca. Ừ. Thế này xong à, ca với mình thôi nhỉ? Ừ. Mình anh gọi là tính đi chợ đúng không? Gió cũng về rồi đúng không? Đấy thì bây giờ là phải huy động hết anh em lên làm. Bây giờ là bây giờ mình kê đá ở trên này. Kê đá điếc ở trên này xong là lấy ấy để kê xi măng em ạ. Xong là ngày mai bắt đầu làm luôn rồi. Bây giờ là chở xi măng trước này. Lấy bà con mình phải đập. Bây giờ nhé, hôm nay là chị lấy xi măng xong là đập hết cái nhỏ cái đá này ra này. Đấy, đập nhỏ ra để mình đổ đáy luôn ấy. Mình đổ sắt, mình đổ lại đáy luôn. Đúng hiểu làm nền nhà ấy. Mình ơi. Xong là em gọi bà con là hôm nay đây này, xe là xe si đang vào này. Với lại là hôm nay là sẽ nhiệm vụ mình là sẽ đập hết, nhỏ hết cái đá này dưới ra để ngày mai là đổ cái đáy này luôn rồi. Thế thì chở cả si hết cả sát lên rồi. Ờ đây, chở si sắt đây này. Đang vào rồi. Máy tính ơi, si vào máy tính rồi. Nè một gà trâu thì nè mỗi cho bố sẽ cho mình một mối à, bố chê đi. Đấy, xe đang vào đấy. Kì kìa. Đây mọi người, xe si đang vào đây rồi. Cả sát đây rồi. Thôi tí nữa xem cái bể sau. Mình ơi, đây là em đi kiếm anh xem nào. Ở dưới chỗ nhà thì có tấm ván nào không nhỉ? Đây là mình để kê xi măng lên đây này. Xem chỗ nào có không nhỉ? Có chú Thề. Chú Thề á? Ờ em chạy phi xuống xe máy xuống mượn chú Thề mấy cái được không? Hộ anh ấy nhá. Không để xi nó chết hết, nó phí ra. Em mình cũng rất nhiệt tình luôn mọi người. Sau khi mọi người đi làm ở công ty các thứ, em hay là cũng phải làm xong hết bể đã. Không đi đâu thì đi. Em là người nhiệt tình nhất ấy. Lấy sắt kia xuống ấy.
Đấy, gọi thêm một người nữa, chú lên lên hộ cháu với. Đấy, cho cái đấy sát giấy xuống nhé. Đúng rồi, em cho hất hất cái chú này tránh ra đi. Tránh ra tí nữa phi sát vào người đấy. Cứ bình tĩnh đi nha. Không có gì phải vội đâu. Cứ cho từng bó xuống một trước. Ui cái chú này tránh đi cho kiểu ra ấy đi, tí sát nó chọc vào người đấy. Em giữ cái cuộn trên nhá. Giữ cuộn trên không tí nó phi xuống vào người chú này này. Rồi mình cho xuống dưới này luôn. Cẩn nhá. Cứ cho hẳn xuống đã, em cứ thả hẳn xuống đấy, kéo ra đấy. Đấy giữ cái cây ở trên đấy đúng không? Đúng rồi, bây giờ kéo cái đấy và hai người kéo hai đầu xong là em đẩn xuống là được. Đúng rồi. Rồi bây giờ dỡ bạt ra đổ là xong. Còn một xe nữa em nhở? Ừ, 12 tấn mà. Ok. Cứ để xe đổ ra tí mình xếp gọn vào là được. À, nhé, hỏi cò thì chị mua mà chị lấy ớt chưa? À, ớt chưa mà luôn. Cái chèn cửa em. Nó bị chèn cửa. Ôi cẩn thận, vứt cẩn thận nhá. Bục hết xi rồi kìa. Đấy à, chú ấy lấy hộ cháu cái bao xi này ra với. Từ từ đã. Từ từ lấy cái bao xi này ra phí quá. Đây đây đây. Không tí nữa mất hết cả bao xi rồi. Ừ. Úi giời, cẩn thận nhá. Bụi quá. Đây, bà con một số bây giờ bắt đầu đang di chuyển lên đây mọi người. Bây giờ đang chuẩn bị vào mùa mưa để cố gắng làm sao mà xong trước cái mùa mưa. Đấy anh tiến lên một tí nữa xong nó đổ. Tiến lên một tẹo nữa xong đổ để tránh vào cái sắt kia. Nữa đi, tiến tí nữa đi. Ôi mọi người.
ok rồi. Bây giờ bà con lên khá là đông rồi. Ôi anh chào gió nhá. Thế đi làm dưới kia thế nào? Được đồng nào không? Về sớm rồi mà. Thế có được nhìn nào không? Không. Không được. Để em để chỗ này hộ anh ấy. Xong là mình kê xi măng lên. Đây, đúng rồi. Hộ anh. Bây giờ em gọi hộ anh mình ơi. Em gọi hộ anh một số người mang cuốc xẻng lên cái chỗ ngã ba kia, mình múc ít một đá bột đá của mình ấy lên trên cái xe này để cho nó đi được, không là nó nặng quá, nó trơn quá không đi được. Đi. Đi anh ơi, chờ tí nhá, một số bà con leo lên thùng bây giờ đấy. Nó xẻ được. Hả? Xẻ cũng khó. Xẻng á? Thì lấy cuốc. Có một cái xẻ thôi. Cũng được thì lấy hết cuốc đi. Hả nhiều. Đấy, gió ở đây khiêng của anh nhá. Đây là một số bà con là cho một số chị em lên trên kia. Còn là anh em ở dưới này để kê. Đây em bảo mình em chia ra cho anh khoảng 4 người lên trên kia thôi. 4 người lên trên kia. Sao? Chị em bảo gì? Ừ. Đấy, còn đâu ở dưới này để xếp xi. Cho anh em khỏe mạnh thì ở dưới này xếp xi măng. Đúng rồi, anh em xếp đều vào đấy. Nó bị làm sao, nó xỉ cái gì ra đấy anh? Mà nó xỉ cái gì ra đấy? Giật mình tưởng thủng lốp. Đúng rồi. Anh cho mấy người lên? 4 người lên. Đây đúng rồi, 4 người nhà, mọi người lên xe, thùng xe luôn để anh lùi vào cái đống bột đá mà ở chỗ cạnh cái đường bê tông trên đấy nhá. Đống trên à? Đống trên cái độ chỗ ngã ba ấy. Chỗ ngã ba mà cạnh cái máy ấy. Đấy đúng rồi, cạnh hai cái máy ấy. Đấy là vế là bột đá của mình, còn mấy đống ở ngoài này là của họ đấy. Múc nhầm là chết. Xe này chắc khoảng tải thêm khoảng tầm 200-300 cân nữa đi thoải mái nhỉ. Bà con ở xếp này thì nhanh hơn mọi người. Đây mình anh bảo nhá. Xong em bảo bà con tí nữa xếp xong là ra đập đội đá nhỏ ở chỗ cái dưới cái đáy bể ấy nhá. Đâu, bà con mày đi cùng đi. Đây, bây giờ mình sẽ đi lên trên này cùng bà con luôn. Đây bà con lên xe này đi cùng đi. Để đi xong là cháu cũng lên mà. Đúng rồi. Đi lên trên ngồi trên thùng này. Đi ngồi được không? À bà con đi bộ thì cứ lên phi lên đi. Đi lên đi. Bà con đi bộ thôi. Em mới tả lên tàu xe à? Ừ. Đây mọi người. Bây giờ đang lên còn khó này, đang bới này. Đấy. Thì không đơn giản đâu. Khả năng phải đi kiếm 2 cây nữa nhờ. Rồi em kiếm đâu được 2 cây nữa không? 2 cây nữa vì là tí nữa còn xi nữa cơ, sợ không đủ ấy. Không thế này mình ạ, tí nữa em kê hết đá nhé, đá cho anh kê cao lên nhé. Kê cao lên thì khả năng là sẽ được, vì cái này sẽ sử dụng nhanh cho mọi người. Mai riêng cái đáy đã đổ hết mấy tấn rồi. Nên là anh em mình phải lấy xi măng mác 40 mọi người, vì làm cái bể này mà dùng mác 30 thì không ổn. Mác 30 nói chung là chỉ làm nhà thôi. Đấy. Làm nhà chỉ xây thôi chứ còn để mà đổ mái là không được ấy. Đây mình lấy một tấn này là vào 1.800.000 mọi người, mác 40. Và tận trong này ngày mai Nàng Cao Nguyên sẽ công bố lại cái chi phí làm cái bể này để cho quý vị khán giả
có thể biết rõ hơn về cái bể làm hết bao nhiêu tiền. Đấy. Từ đây nhìn xuống mọi người xem, ngày xưa chỗ này cái đá rất là nhiều luôn. Đúng là bà con đã cố gắng hết sức rồi để có thể làm được cái mặt bằng như thế này rồi. Đây mọi người xem, đào rất là sâu luôn. Đấy, dưới này toàn đá, không có tí đất nào, nó rất là khó. Có đất thì làm nhanh xong lâu rồi. Nhưng mà cái lượng đá mọi người cũng biết rồi đấy. Làm cái gì liên quan đến đá, không có máy móc thì nó cũng rất là lâu luôn. Mình ơi, anh bảo này, bằng này bột đá thì không đủ được thì bây giờ nhá, mình sẽ phân ra là ở đây thì là có mấy người biết xây kè nào. Đây thì kè. Ai, đấy, thì bây giờ nhá, phân ra đàn ông con trai thì mình sẽ đi kè hết nhá. Còn chị em phụ nữ thì cho đi đập đá trước. Đập đá thì số lượng bột đá lớn thì bắt đầu mình quay ra mình nghiền nhé. Thì mới đủ được, nó phải gấp đôi cái đống này nữa thì may ra đủ này. Vì cái bể này đã rất tốn rồi. Thì xong mình chát bể nữa mà. Chát bể bên này thì mình sẽ mua thêm mấy khối cát vàng nữa mọi người. Theo cái lời tư vấn của cái anh là hôm qua mình với anh ấy vào để đo lại cái bể này. Đấy. Thì do ở cái clip từ trước ấy, về anh em mình bị lỗi nên là mình không quay cho mọi người xem được. Đấy, thì ngày mai sẽ vào trực tiếp nói chuyện với anh ấy xem là đo đạc cho mọi người xem lại luôn. Thì hôm nay là chưa xong hoàn thành hết cái nhiệm vụ lấy xì rồi là đập phẳng cái đá ở dưới đấy nhỏ đây để bắt đầu đổ đáy. Mình nói thật với mọi người cái đáy này nhé, bà con ở vùng cao nguyên đá làm rất nhiều cái bể như thế này, kể cả ở bên sán Xì Lục này hay những cái thôn nào mà có nguồn nước ấy, là bà con đều làm được bể này, không có tí sắt nào mà có tồn trường tồn theo năm tháng luôn. Nhưng mình vẫn phải thêm tí sắt để nó có cái độ rằng níu để cái bể nó có thể được lâu hơn, nó không bị nứt đấy. Vì là khi cái đáy ở dưới cái bể này là nó bị trũng so với cái đá tảng thì cái áp lực nó sẽ dồn vào nhiều hơn. Sớm để mình đan sắt em ạ. Mình đan sắt rồi mình đổ đáy luôn. Mai là đổ luôn rồi đấy. Tôi chịu khó một tí. 7:30 bộ mà bà con ấy lên rồi. Ờ, mai là anh đúng 7:30 anh có mặt trong này nhá. Đấy, gọi cùng bà con làm luôn. Nói chung vật liệu là cũng đầy đủ hết rồi, thiếu mỗi người thôi. Thế dự kiến kè cái bể cao khoảng 2m thôi, thì kè khoảng mấy ngày xong mình cao khoảng 2m rồi, chứ mình không cao bằng cái bể này đâu. Khoảng 1 tuần sau không? 1 tuần đấy. 1 tuần sau nhỉ? 2m thì cao 1 tuần xong rồi. Nhưng mà bà con phải tập trung làm. Còn ngày mai bà con phải tập trung làm hết cả buổi chiều luôn. Tập trung là đông người với là có công. Không có người mà có công làm gì cả. Thì yên tâm anh sẽ vào, nhưng mà mai gọi cả tính tiếc là anh em tập trung vào hết làm cho kè cho nhanh nhá. Là bà con mình đây là sắp đến mùa mưa rồi. Đấy. Mà mình có biết tại làm sao, anh hỏi tí, có biết tại sao cái nguồn nước này nó bị mất không? Hay là mấy ông đào cái gì ở trên này? Không phải, chắc là cái đường này máy xuống lên cầu thế. Làm gì? Đợt trước ở dưới làm xong là nước ra đầy đây. Cách đây mấy hôm, cách đây tại vì ấy cái nguồn nước này nó tôi mất tại vì nhiều bột đá này, đập đá nó mới chạy rồi nó làm gì đấy. Mình đập đá ở đây đúng không, cái nước kia vẫn còn nguồn này, nguồn cái nguồn này vẫn nước, còn cái nguồn nước, trên này cơ mà nước chảy ấy, còn một cái ở trên kia, một cái ở này như cái kia mất rồi, cái này vẫn còn đấy. Có như nó mới chạy ít thôi mà nó chạy bé thôi mà. Thế tí nữa là xây xong mình phải đi tìm đấy. Lại xây xong rồi nó lại chạy dưới hay sau rồi. Xây xong thì chắc là phải trồng cây mà. Trồng cây cho nó cũng mới ra không ấy. Đây mình làm sao mình trồng cây ở xung quanh khu vực này. Đúng rồi, trồng cây. Phải trồng cây thôi. Thế anh ấy cây về bà con mình đi trồng nhá. Vâng. Thế thì anh mang tỉ cây đấy. Phải có cây trồng vào nó mới. Nó chỗ cây này chung mua nó không đáng bao nhiêu cả. Đúng rồi. Chỗ khu vực này này.
Nhưng mà ấy trông là cái đây này, cái mạch nước là nó nằm ở trên cái đỉnh núi này mình này. Cái mạch nước đấy là nằm ở trên đỉnh này này. Mình nó chảy dồn xuống đây mà. Đây cũng một phần thôi. Nhưng ở đây này, ở bên cái chỗ này là chủ yếu này. Một phần ở trên bên này, một phần bên này. Ừ, đúng rồi. Kể cả là có hai phần. Có cái bể này đấy, đang ấy mới chạy bây giờ. Không thấy luôn. Họ có là một họ bảo là cái nhà này nhưng mà nó bây giờ ấy mấy xúc nó cào hết, bây giờ nước nó không chảy về nữa. Không chảy nữa à? Ờ. Tại vì nguồn nước này nó sợ. Được nó đầm, sợ đầm nó sợ nó mới chạy mà. À. Ờ. Nó sợ mấy xúc gì? Nó sợ mấy xúc đúng không? Vâng. Nước sợ mấy xúc. Nhưng mà mình phải đi tìm lại nguồn này. Bây giờ nhá, ở chỗ này em để ý nhá, xem mùa mưa là bình thường nước nó dồn vào theo cái đường nào. Vâng. Đấy thì mình sẽ xây một cái máng nước, em hiểu không? Hiểu. Mình xây cái máng nước nó cũng không tốn kém đâu, mình cho chảy thẳng cái bể để tiết kiệm cái nước lúc mùa mưa ấy. Đấy. Còn bây giờ là đấy, một số thì đang đi phụ theo xe để xem xe nó có bị trôi không. Đấy, một số đây bà con đang đập nút đá kìa. À đây này, em bảo cái bạn này xuống dưới này đập này. Trên chỉ là lò mà con đang tao đập xong. Đấy, bảo xuống đập nhé, xong tí nữa cả buổi chiều nay bà con này xuống đập hết để ngày mai là mình có thể đổ được luôn rồi. Đấy, nó nhỏ đi. Đấy, nó nhỏ như này này. Nó nhỏ như này là được nhé. Đấy. Đấy, bảo xuống đấy đập hết đi. Chiều nay xử lý xong đi, ngày mai để làm thân nhanh. Nếu mà đổ đáy là mất khoảng một ngày ấy mọi người. Mất một ngày đan sắt này, buổi chiều bắt đầu mới đổ được này. Sau khi đợi khô này, sáng sau bắt đầu đổ răng giết lên tường luôn. Sao em? Bảo gió là đi mà hai cây. Ờ, nhà gió xe sau xếp ở dưới này đi. Ờ, cũng được. Xếp ở trên này nó xa cái đường, đúng không? Mình xếp ở đấy, đúng không? Để mai anh mang cái xe rùa vào thì bà con mình cho xi măng vào xe rùa đẩy xuống nhé. Đúng không? Ờ, chứ còn không đường vác mệt lắm. Mai anh mang một cái xe rùa đi. Đấy, xếp nốt vào chỗ cái đất tầng đá cho tích cao lên là được này. Ngày mai không mưa đâu, bây giờ chiều nay là nắng mà. Bây giờ đang hửng nắng rồi đấy này. Nói chung là tuần này sẽ không mưa mọi người ạ. Nó chỉ như này thôi, nếu mà trời mưa phùn này mình sẽ căng bạt ra cho bà con làm luôn. Để cho nó nhanh. Nha. Càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt, bây giờ đang đông người, anh phải cố gắng. Bây giờ đi hết là không có ai làm nữa đâu. Đấy, ngày mai xong là xuống là anh sẽ mang cả nước nôi các thứ cho bà con xuống để uống nhé. Đấy. Bây giờ bồi bổ ít hoa quả nhỉ. Cho bà con ăn giữa buổi mọi người cho có sức khỏe, chứ còn để mà làm liền tù tí này xong là mệt lắm. À, gió. Gió ơi. Ở dưới nhà còn bạt không? Gió có nhưng mà không có. Có cái cũ chưa lên nữa. Xi măng nhưng mà vừa lấy đi rồi. Phải thêm có bạt nữa mới đủ. Cái bàn lúc đấy là được ấy. Chất xi măng nhiều. Cả khô này cả nhà có người mang một cái, mỗi nhà mang một cái thì chả ra hết đi đâu ấy. Bây giờ em tìm luôn cho anh xem một cái không mượn cũng được, để mai anh vào anh mua một cái khác này về cho. Không có đâu. Đâu rồi, bây giờ mình lấy mình che luôn đi. Mình thử che luôn xem có được không, không là phải đi mua thêm một cái nữa đấy. À, cái bạt ở chỗ nhà bố em ấy, có dùng đấy không? Quê ở nhà đấy. Đấy nhỏ á, bé không? Đây, ngã rủ xí rồi mà, chấp anh. Đây, cái gì? Đây, lô này. Rút. Đấy, bây giờ mình lấy bạt được che vào luôn. Đây à. Bạt này to mà. Bạt này thì chỉ đủ che đống này thôi. Đấy ra. Nếu mà bây giờ xếp ra đây thì không được. Cát thì không được rồi. Cát anh không được. Được.
không? Cái bàn này thoải mái luôn. Đấy, bên mình lấy đá mình chèn vào trước. Đang bà con ở dưới không còn cây nào này, anh em dùng tạm, nhưng mà dùng tạm đá là sẽ cao lên. À, bà con là sẽ buổi chiều ngày hôm nay là sẽ đập nốt cái chỗ đá này nhỏ nhỏ ra, thế là ok luôn. Đấy. Bây giờ mình sẽ ra ngoài kia để chuẩn bị này, kìm cắt sắt này, mấy cái đinh này, sắt thép này, thép ly này, đấy, xong là thước này. À, máy bán cốt này. Đấy, để chuẩn bị là xử lý cái bể này. Cái chỗ đá này nhìn thế thôi mọi người nhưng vẫn không đủ được đâu. Bà con khả năng vẫn phải đập tiếp ở cái đoạn này ra nữa thì mới đủ được. À, mọi người thì Nàng Cao Nguyên cũng xin được kết thúc video tại đây. Ngày hôm nay sẽ bà con sẽ tiến hành bắt đầu làm cái bể tiếp. Còn bây giờ mình sẽ ra ngoài để đi tìm một cái đội thợ bên cơ khí để vào bắn mái cho bà con. Rất mong mọi người thông cảm thì một tuần vừa rồi anh em không xuất hiện trên kênh được đấy. Như lý do ở đầu video mình cũng đã giải thích mọi người rồi, là anh em mình ấy, là về quê, là về Nam Định, là có một chút việc gia đình, nên là mọi người hết sức thông cảm. Còn bạn Hậu thì mình cũng nói rồi là sẽ khoảng 2-3 tuần nữa bạn mới lên được cơ, nên mọi người thông cảm. Thì mình cũng xin được kết thúc video tại đây. Mọi người thấy video hay hãy like và chia sẻ và hãy đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất nhé. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Hiện tại thì Nàng Cao Nguyên vẫn đang là thu mua mật ong của bà con ở trong bản để gửi tới quý vị khán giả. Thì hôm nay thì Nàng Cao Nguyên cũng xin được gửi tới quý vị một cái chương trình là tri ân khách hàng. Thì Nàng Cao Nguyên đang có chương trình khuyến mãi, đó chính là quý vị khán giả mua 1 lít mật ong sẽ được miễn phí tiền cước vận chuyển. Quý vị khán giả mua 2 lít mật ong Bạc Hà thì sẽ được tặng là một lọ tinh bột nghệ rừng trị giá 200.000. Đây, mua 3 lít là sẽ được tặng một lọ tinh bột nghệ rừng này, với lại là 1 kg miến rong của Cao Bằng mọi người ạ. Và quý vị khán giả là mua 4 lít là sẽ được tặng 1 lít mật ong hoa Bạc Hà rừng này. Và tiếp theo, Nắng Cao Nguyên cũng xin được giới thiệu với quý vị khán giả một cái sản phẩm mới của Nắng Cao Nguyên. Đây, cũng vừa mới được làm xong. Đây là lọ mật ong hoa Bạc Hà ngâm nghệ. Đây là nghệ rừng mọi người ạ. Một cái lọ mật ong Bạc Hà ngâm nghệ rừng này là 750ml thì trị giá là 450.000. Rất mong quý vị khán giả sẽ ủng hộ cái sản phẩm của bà con vùng cao Nguyên Đá.